Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các đại Bồ Tát nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của nhãn xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng thường vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của nhãn xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của nhãn xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của nhãn xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng không bất không của nhãn xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng không bất không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của nhãn xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của nhãn xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của nhãn xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là chẳng thể nắm bắt được. Và khuyên theo pháp này mà riêng tu thiện căn chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái tướng thường vô thường của sắc xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng thường vô thường của thanh hương vị xúc pháp xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của sắc xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của thanh hương vị xúc pháp xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của sắc xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của thanh hương vị xúc pháp xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của sắc xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng không bất không của sắc xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng không bất không của thanh hương vị xúc pháp xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của sắc xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của sắc xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thanh hương vị xúc pháp xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của sắc xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly của thanh hương vị xúc pháp xứ là chẳng thể nắm bắt được. Và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái tướng thường vô thường của nhãn giới là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng thường vô thường của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của nhãn giới là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của nhãn giới là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của nhãn giới là chẳng thể nắm bắt được,
nói cái tướng tịnh bất tịnh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm chuyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của nhãn giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của nhãn giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của nhãn giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của nhãn giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái tướng thường vô thường của nhĩ giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng thường vô thường của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của nhĩ giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của nhĩ giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của nhĩ giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của nhĩ giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của nhĩ giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của nhĩ giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của nhĩ giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa thiện hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái tướng thường vô thường của tỷ giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng thường vô thường của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của tỷ giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được.
nói cái tướng ngã vô ngã của tỷ giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của tỷ giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của tỷ giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của tỷ giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của tỷ giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của tỷ giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của tỷ giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái tướng thường vô thường của thiệt giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng thường vô thường của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của thiệt giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của thiệt giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của thiệt giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của thiệt giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của thiệt giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thiệt giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thiệt giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của thiệt giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của thân giới là chẳng thể nắm bắt được, thì nên nói cái tướng thường vô thường của xúc giới, thân thức giới và thân xúc,
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của thân giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của thân giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của thân giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của thân giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của thân giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thân giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thân giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của thân giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của ý giới là chẳng thể nắm bắt được, thì nên nói cái tướng thường vô thường của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của ý giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của ý giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của ý giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của ý giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của ý giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của ý giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của ý giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của ý giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái tướng thường vô thường của địa giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng thường vô thường của thủy hỏa phong không thức giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của địa giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của thủy hỏa phong không thức giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của địa giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của thủy hỏa phong không thức giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của địa giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của thủy hỏa phong không thức giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của địa giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của thủy hỏa phong không thức giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của địa giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của thủy hỏa phong không thức giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của địa giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thủy hỏa phong không thức giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của địa giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thủy hỏa phong không thức giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của địa giới là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của thủy hỏa phong không thức giới là chẳng thể nắm bắt được. Và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của đại Bồ Tát. Nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái tướng thường vô thường của thánh đế khổ là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng thường vô thường của thánh đế tập diệt đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của thánh đế khổ là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của thánh đế tập diệt đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của thánh đế khổ là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của thánh đế tập diệt đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của thánh đế khổ là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của thánh đế tập diệt đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của thánh đế khổ là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của thánh đế tập diệt đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của thánh đế khổ là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của thánh đế tập diệt đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thánh đế khổ là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thánh đế tập diệt đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thánh đế khổ là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thánh đế tập diệt đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của thánh đế khổ là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của thánh đế tập diệt đạo là chẳng thể nắm bắt được. Và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của đại Bồ Tát. Nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái tướng thường vô thường của vô minh là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng thường vô thường của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thù, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của vô minh là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, ưu não là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của vô minh là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, ưu não là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của vô minh là chẳng thể nắm bắt được.
Nói cái tướng tịnh bất tịnh của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của vô minh là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của vô minh là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô huyện hữu huyện của vô minh là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô huyện hữu huyện của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của vô minh là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của vô minh là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là chẳng thể nắm bắt được. Và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Hết quyển thứ 43.